Trên sân Rowton Park hôm 8 tháng 10, Mbappé đã chọn 90 phút, chạm bóng 50 lần với 2 đường chuyền quyết định, key pass, dứt điểm 8 lần với 3 cú trúng đích, đi bóng thành công 3 lần nhưng không góp dấu giày vào bàn thắng nào. Phút 7, Mbappé bứt tốc rồi ngã xuống khi va chạm với Laurent Osimhen trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Benoit Bastien xua tay, cho rằng hậu vệ của Rennes tì vai hợp lệ. Đầu hiệp 2, tiền đạo Pháp có pha bứt tốc khác rồi truyền ngang thuận lợi cho Goncalo Ramos. Nhưng tiền đạo Bồ Đào Nha xử lý chậm rồi sút chạm người hậu vệ chủ nhà đi chệch khung thành. Phút 76, Mbappé đá nối một chạm vọt xà từ đường căng ngang của Randall Kolo Muani. Đáng tiếc nhất là pha bóng ở phút 86, khi PSG phản công từ tình huống phạt góc của đối thủ. Achraf Hakimi chọc khe để Mbappé băng xuống, vượt qua cả hậu vệ cuối cùng Osimhen và thủ môn Steve Mandanda, nhưng lại sút vọt xà trước khung thành trống. Vì thế, Mbappé nối dài mạch không ghi bàn và kiến tạo lên 4 trận kể từ lập cú đúp trong trận thua 2-2-3 ngay trên sân nhà ở vòng 5 League 1 hôm 15 tháng 9. Mùa này, Mbappé có 8 bàn qua 9 trận trên mọi đấu trường, gồm 7 bàn tại League 1 và 1 ở Champions League. Hôm qua, bất chấp việc tiền đạo chủ lực vô duyên, PSG vẫn áp đảo và thắng dễ Rennes. Phút 32, nhận đường truyền của Ousmane Dembélé, Vitinha đẩy một nhịp sang chân phải rồi cứa lòng về góc xa, khiến Mandanda bay hết cỡ cũng không thể cản phá. 4 phút sau, tiền vệ 17 tuổi Warren Zaïre-Emery châm bóng vào vòng cấm để Hakimi đánh đầu về góc gần nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, sau khi Ermin Guiri đánh đầu cận thành tung lưới Gianluigi Donnarumma, cầu thủ vào sân thay người Randall Kolo Muani đệm chân trái từ đường căng ngang của Hakimi, tái lập thế dẫn 2 bàn. Sau đó, tiền đạo Pháp còn có pha dứt điểm chéo góc tung lưới chủ nhà, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù vậy, chiến thắng 3-1 đủ giúp PSG giải tỏa áp lực sau thảm bại 1-4 trên sân Newcastle ở lượt 2 bảng F Champions League. Kết quả này đưa đội bóng thủ đô Paris vươn lên thứ 3 League 1 với 15 điểm, kém Nice và Monaco lần lượt 1 và 2 điểm. Ở vòng tiếp theo, PSG sẽ về sân nhà gặp Strasbourg ngày 21 tháng 10. Trên sân nhà Los Carmen, Granada khởi đầu tưng bừng khi vượt lên dẫn 2-0 từ 2 cú sút trúng đích duy nhất. Ngay giây 17, Gavi mất bóng phần sân nhà tạo điều kiện cho Granada phản công. Lucas Boy chọc khe để Brian Saragossa Martinez thoát xuống dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Marc-André Ter Stegen. Đây là bàn thua sớm nhất mà Barca phải nhận tại La Liga trong thế kỷ 21, còn sớm hơn việc họ bị Karim Benzema chọc thủng lưới sau 21 giây vào năm 2011. Phút 29, Gerard Gambao truyền vượt tuyến để Martinez bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Cầu thủ Tây Ban Nha làm động tác giả đánh lừa cả Jule Kun và Ter Stegen rồi vẩy bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp. Sau đó, Barca kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục tạo sóng gió về phía khung thành chủ nhà. Phút bù đầu tiên, Joao Felix dứt điểm chéo góc lỗi vô tình thành đường kiến tạo loại bỏ toàn bộ hàng thủ Granada để Lamine Yamal đưa bóng vào lưới trống. Với 16 tuổi 87 ngày, Yamal thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận tại La Liga, vượt cột mốc cũ của Fabrice Olinga với 16 tuổi 98 ngày. Trước đó ít ngày, Yamal cũng lập kỷ lục là cầu thủ đá đá chính trẻ nhất lịch sử khi đá chính trong trận thắng 1-0 trên sân Porto. Ngoài ra, anh còn lập các kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chơi cho Barca, 15 tuổi 9 tháng 16 ngày, cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Barca, 16 tuổi 38 ngày, và cầu thủ trẻ nhất kiến tạo tại La Liga, 16 tuổi 45 ngày. Yamal cũng chơi 2 trận cho tuyển Tây Ban Nha. Tại đây, anh trở thành cầu thủ thi đấu và ghi bàn trẻ nhất, 16 tuổi 57 ngày, phá 2 kỷ lục của đồng đội Gavi. Yamal cũng phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Gareth Bale tại vòng loại Euro. Yamal, sinh năm 2007, trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, được đánh giá là tương lai của Barca cũng như bóng đá Tây Ban Nha, và vừa ký hợp đồng mới đến tháng 6 năm 2026 với điều khoản giải phóng. 1 tỷ euro, tương đương 1,05 tỷ đô la Mỹ, sau pha lập công của Yamal, Barca quân bình tỷ số ở phút 85 nhờ tình huống băng cắt đệm cận thành của cầu thủ vào sân thay người Sergi Roberto. Các cầu thủ Granada tranh cãi rằng Felix đã phạm lỗi trong quá trình lên bóng của Barca, nhưng trọng tài và tổ VAR không thổi phạt. Tới phút bù thứ 3, Barca tưởng như đã tìm được bàn ấn định chiến thắng ngược dòng khi Felix đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Andre Ferreira. Ngoài đường biên, Xavi ôm trợ lý và ăn mừng cuồng nhiệt. Va vào cuộc xác định Felix không việt vị, nhưng Ferran Torres đã đứng dưới hàng thủ Granada và tham gia vào tình huống nên khước từ bàn thắng. Phán quyết này của trọng tài khiến Xavi chưa thể dẫn dắt Barca thắng Granada tại La Liga với một hòa và một thất bại. Câu lạc bộ còn lại mà huấn luyện viên Tây Ban Nha gặp nhiều hơn một lần mà chưa thắng là Rayo Vallecano với một hòa và hai trận thua. Kết quả 2-2 còn khiến Barca dậm chân ở vị trí thứ 3 với 21 điểm, kém Granada 1 điểm và Real 3 điểm. Sau quãng nghỉ quốc tế,
thầy trò Xavi sẽ trở về Camp Nou tiếp Bilbao ở vòng 10 La Liga ngày 22 tháng 10.